sau một tuần đi làm. Mình thì thường dành để thể dục thể thao, chạy bộ, hoặc đơn giản hơn là đi cà phê chém gió cuối tuần về đời tư, công việc. Thế nhưng vào một chiều thứ bảy trời không mưa và thời tiết mát mẻ, mình quyết định sẽ thử trải nghiệm waterbird trên sông Sài Gòn. Waterbird, hay còn gọi là buýt sông Sài Gòn, được đưa vào hoạt động từ giữa năm 2017 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của bà con. Tuy nhiên nó lại vô tình trở thành điểm để trải nghiệm du lịch cuối tuần của người dân và khách du lịch từ các nơi đến. Thế nên vào cuối tuần, bạn sẽ thấy lượng khách khá đông đúc. Còn thường ngày, người sử dụng tuyến xe buýt sông này đa phần là người dân địa phương và người lớn tuổi. Nằm cách bến Bạch Đằng 200m, đối diện vòng xoay tượng Trần Hưng Đạo, chính là vườn hoa Bạch Đằng, cũng là bến để đi waterbird. Giờ là công viên Bạch Đằng, trước mặt bạn là sông Sài Gòn, bên trái là cầu Thủ Thêm 2, bên phải là bến cảng Nhà Rồng. Bến Bạch Đằng là ga lớn nhất và có hệ thống cơ sở vật chất khang trang nhất, với phòng vé sạch đẹp, bảng chỉ dẫn các trạm, bến rất cụ thể, nhìn như một nhà ga sân bay vậy. Một địa điểm tuyệt vời để check-in chụp hình. Thời gian đẹp nhất để đi là sáng sớm hoặc chiều, vì bạn biết đấy, Sài Gòn rất nóng. Mà trên tàu thì không có máy lạnh, thường là khách sẽ tập trung ra ngoài sau đuôi của tàu cho thoải mái mát mẻ nhé. Mình thích đi buổi chiều nhất, vì khi về sẽ vừa đúng thời gian hoàng hôn, phù hợp cho bạn nào thích chụp hình chiều tàn trăng tròn trên sông, hoặc muộn hơn thì bạn sẽ có được những bức ảnh thành phố lên đèn lung linh cũng rất đỉnh. Với người dân Sài Gòn, chỉ cần ngồi trên buýt ngắm thành phố từ hướng sông, qua một góc nhìn khác. Có ba trải nghiệm mình thích nhất: đoạn tàu mới khởi hành và hình ảnh toàn cảnh quận 1 với tòa nhà Vitexco đang dần lùi xa, đoạn đi qua công viên Vinhom Central Park với biểu tượng Landmark 81, cảnh vật nhìn đẹp như đang ở Hồng Kông, và kể tên những chiếc cầu bắc ngang sông Sài Gòn. Lộ trình chi tiết gồm có 9 bến, trạm dừng gồm bến trung tâm Bạch Đằng, quận 1, bến số 2, Sài Gòn Pier, bến số 3, Bình An, bến số 4, Thảo Điền, bến số 5, Tầm Vu, bến số 6, Thanh Đa, bến số 7, Bình Triệu, bến số 8, Hiệp Bình Chánh, bến số 9, Linh Đông. Sông Sài Gòn là một phụ lưu của sông Đồng Nai. Sông bắt nguồn từ rạch Chàm, có độ cao tương đối khoảng 150m, nằm trong huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, rồi chảy qua giữa địa phận ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh, qua hồ Dầu Tiếng, chảy tiếp qua tỉnh Bình Dương, là ranh giới giữa Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh, hợp với sông Đồng Nai thành hệ thống sông Đồng Nai, đổ ra cửa biển Cần Giờ và hợp vào biển Đông Việt Nam. Rồi tàu sẽ kết thúc ở bến Linh Đông, quận Thủ Đức. Hành trình di chuyển toàn chặng khoảng 30 phút cho quãng đường dài gần 11 km. Nghỉ ngơi tí xíu, mình sẽ quay trở lại Bạch Đằng. Và với các chuyến tàu đêm này, bạn có thể vi vu trên sông Sài Gòn thơ mộng, yên bình ngắm nhìn những tòa nhà thương mại đặc trưng, hoành tráng như khu đô thị Vinhome Central Park Sầm Uất, hay tòa tháp Landmark 81, rực rỡ dưới những ánh đèn và ánh trăng rất đẹp. Cảnh trên sông Sài Gòn về đêm luôn mang một vẻ đẹp cực kỳ thu hút, vừa hiện đại, lung linh nhưng cũng không kém phần lãng mạn, thơ mộng. Và ngồi trên tàu dọc bờ sông để cảm nhận một vẻ đẹp yên bình trên sông nước mà trên bờ đang là phố thị không ngừng của thời gian. Trên sông chúng ta sẽ lắng động cùng ánh trăng đêm, chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố nhộn nhịp này khi màn đêm buông xuống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn clip kế tiếp.